Xin chào các bác nhé. Hôm nay mình làm qua cái video chạy đĩa MD và một của con Kenwood 9090 và con Victor CA70 để ngày mai giao cho bác khách ở Vũng Tàu. Khách mua một nhát hai sản phẩm luôn. Đây. Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh còn yêu em nữa đừng nói. Xin đừng nói nữa làm gì, em nghĩ rằng đời người ta gì càng thương và đáng được.
Yeah.